Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Đàm Tùng Vận chủ động ôm ấp Trùng Hán Lương. Cẩm Tâm Tựa Ngọc lấy bối cảnh thời Minh kể về nữ chính là Thập Nhất, Đàm Tùng Vận đóng. Vì biến cố gia tộc mà phải làm vợ kế cho Vĩnh Bình Hầu Từ Lệnh Nghi, Trùng Hán Lương đóng. Ban đầu cả hai người cưới nhau không có tình yêu, nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc, Thập Nhất và Lệnh Nghi đem lòng trao cho nhau. Đó cũng là lúc những sóng gió âm mưu ập đến, chia cắt đôi uyên ương. Với nội dung hấp dẫn, kịch tính, Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã thu hút lượng lớn người quan tâm, theo dõi. Trong tập 33-34 vừa lên sóng, khán giả không khỏi đau tim khi cặp đôi Từ Lệnh Nghi Trùng Hán Lương. Thập Nhất Nương, Đàm Tùng Vận liên tục giận dỗi nhau. Từ Lệnh Nghi thì rõ là rất yêu Thập Nhất Nương, nhưng chàng vẫn chưa dám hành xử lỗ mãng vì sợ Thập Nhất Nương e ngại. Từ khi biết Âu Ngạn Hành có qua lại với Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi càng thêm sốt ruột. Chàng vừa ghen vừa hờn dỗi, rồi thỉnh thoảng lại tỏ ra xa cách để Thập Nhất Nương phải quan tâm mình. Đến một đêm nọ, Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi uống rượu. Vì tửu lượng không cao nên Thập Nhất Nương đã uống đến say mềm. Trong cơn xúc động, nàng bật khóc rồi ôm lấy Từ Lệnh Nghi. Lần đầu tiên được vợ chủ động ôm ấp, Từ Lệnh Nghi hẳn nhiên là vui lắm. Tuy nhiên, vì còn khúc mắc trong lòng nên chàng chưa thể đáp lại một cách nồng nhiệt. Tiếp đến, Từ Lệnh Nghi đưa Thập Nhất Nương vào giường ngủ, hai người ngủ cạnh nhau cho đến khi trời sáng. Tuy y phục trên người Thập Nhất Nương vẫn còn nguyên, nhưng xem đến cảnh hai nhân vật nằm chung, khán giả vẫn không khỏi đỏ mặt. Thập Nhất Nương thậm chí còn lén ngắm nhìn người chồng đẹp trai ngời ngời đang say giấc nồng. Yêu lắm rồi, mê lắm rồi, mà cứ làm sao ấy, cứ mãi chẳng chịu bộc bạch tình cảm. Cặp đôi vai chính này đúng là giỏi đưa đẩy, khiến cảm xúc của khán giả cứ gọi là đi tàu lượn siêu tốc theo từng cảnh phim. Ở một diễn biến khác, biến cố lại ập đến khi La Thái Phu Nhân và Dương Di Nương của nhà họ La lần lượt qua đời. Theo lễ nghi phép tắc, vợ chồng Thập Nhất Nương Từ Lệnh Nghi phải đến nhà họ La. Vì thương mẹ cả chịu thiệt thòi vì cảnh làm thiếp thất, nhị nương, chị cùng cha khác mẹ với Thập Nhất Nương đã bày trò thị phi. Nhị nương mắng hết người này đến người kia, còn gào thét đòi quyền lợi đặt bài vị mẹ ở từ đường nhưng không được chấp thuận. Quá uất ức, nhị nương tiết lộ chuyện Thập Nhất Nương từng bỏ trốn vì không muốn cưới Từ Lệnh Nghi. Tiết lộ này đương nhiên khiến Từ Lệnh Nghi nổi giận đùng đùng và Thập Nhất Nương của chúng ta lại khóc lóc đau khổ vì bị chồng lạnh nhạt. Cẩm Tâm Tựa Ngọc được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của tác giả Chi Chi nổi tiếng với một lượng fan nguyên tắc hùng hậu. Trong nguyên tắc, Cẩm Tâm Tựa Ngọc được kể theo góc nhìn của nhân vật La Thập Nhất. Còn khi lên phim, ekip sản xuất đã thêm thắt một số tình tiết cũng như gia tăng đất diễn cho các tuyến nhân vật phụ, không tập trung vào nội tâm của nữ chính, khiến mạch cảm xúc phim bị đứt rời. Nguyên tắc Cẩm Tâm Tựa Ngọc là tác phẩm khắc họa được các nghi thức xã hội phong kiến. Trong truyện, La Thập Nhất là một người xuyên không từ thế giới hiện đại đến và không có mối quan hệ thân thiết với mẹ ruột mình, Lưu Di Nương. Lúc lên phim, hai người được biên kịch biến tấu lại, đặc biệt cách gọi của La Thập Nhất với Lưu Di Nương còn sai với nguyên tắc của xã hội phong kiến xưa. Lưu Di Nương chỉ là thiếp. Theo lẽ thường, con gái của thiếp chỉ được gọi vợ cả là mẹ, còn mẹ ruột là Di Nương. Đằng này La Thập Nhất lại gọi Lưu Di Nương là mẹ. Ngoài ra, một số nhân vật khác đều bị thay đổi tính cách hoặc cho thêm vào khác xa với nguyên tắc. Trong nguyên tắc không có sự xuất hiện của nam phụ Lâm Thế Thiền, Đường Hiểu Thiền đóng. Tính cách của La Nguyên Nương Dĩnh Nhi và Từ Thái Phu Nhân, mẹ của Từ Lệnh Nghi đều thay đổi 180 độ. Nguyên Nương trong truyện là một người phụ nữ thông minh, quyến rũ, không độc đoán như lúc lên phim. Cô còn được Từ Thái Phu Nhân yêu mến và kính trọng. Còn Từ Thái Phu Nhân, từ một nhân vật được fan yêu thích vì công bằng, đứng về phía Thập Nhất, thì bà trở thành lão phu nhân vì thiên vị vợ lẽ Kiều Liên Phong mà trù dập chính thất La Thập Nhất. Dù phim băm nát nguyên tắc, không được lòng khán giả đọc truyện, nhưng Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn thu hút một lượng lớn khán giả theo dõi bởi những cuộc đấu đá tính kế của thiếp thất, ba cả không quá nặng nề, tiêu cực nhưng vẫn đủ đô khiến người xem sôi máu. Bên cạnh đó, tuyến tình cảm của cặp đôi chính Từ Lệnh Nghi La Thập Nhất chính là gia vị giúp phim trở nên ngọt ngào và sâu lắng.